Kinh doanh đồ uống được mệnh danh là ngành đem lại lợi nhuận khủng, thậm chí ngành này còn được gắn mác là một vốn bốn lời. Tôi xin thề, đây là điều hoàn toàn chính xác. Nếu đi đúng bài bản và chiến lược, với một vốn bạn bỏ ra, số lời không chỉ dừng ở mức 4 lần mà còn cao hơn thế rất nhiều. Nhưng hãy quay lại thực tế các cửa hàng cà phê hiện nay, 50% cửa hàng cà phê phá sản hoặc sang nhượng chỉ trong vòng 1 năm đầu mở quán. Tại sao vậy? Trước khi giải đáp câu hỏi này, tôi muốn cùng các bạn phân tích các nguồn thu lợi nhuận và các nguồn chi của cửa hàng cà phê hàng tháng. Tại nguồn chi, chúng ta có tiền mặt bằng, tiền thuê nhân sự, tiền quảng cáo, tiền khắc phục sự cố, tiền điện nước, tiền thuế và còn rất nhiều khoản là mặt khác. Thế còn nguồn thu, chúng ta chỉ thu lời về từ tiền bán đồ uống mà thôi. Nghĩa là nguồn thu duy nhất chúng ta mang về là lãi từng cốc đồ uống sau khi trừ đi giá cốt nguyên liệu làm ra ly đồ uống đó. Vậy mà đến gần như tất cả các cửa hàng hiện nay đều bán đồ uống có giá cốt chiếm tới 60-70% giá bán, còn lại là 30-40% lãi. Liệu có khả năng chi trả cho hàng tá nguồn chi bên này hay không? Có lẽ bạn đã hiểu vì sao có đến 50% cửa hàng cà phê phá sản hoặc sang nhượng ngay năm đầu tiên kinh doanh. Vậy giải pháp ở đây là gì? Đó chính là giảm cốt đồ uống xuống còn 30% so với giá bán. Thương hiệu pha chế online được ra đời để giải quyết nỗi đau cho các chủ cửa hàng có giá cốt đồ uống cao hơn 30%. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học những công thức đồ uống, cốt thấp và lãi cao.